Sáng nay tại thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão diễn ra lễ khai trương đưa phòng khám quốc tế Quang Thanh thuộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng vào hoạt động. Với tổng diện tích 1.700 m², quy mô hiện đại, có tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng. Phòng khám được trông đợi sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong khu vực và tỉnh Thái Bình. Quốc tế Quang Thanh bắt đầu. Phòng khám quốc tế Quang Thanh có tổng diện tích 1.700 m², quy mô hiện đại, với tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng. Năng lực đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân khu vực toàn huyện An Lão, các huyện lân cận và tỉnh Thái Bình, khu vực đang phát triển với mật độ dân cư khá cao. Phòng khám quốc tế Quang Thanh được Sở Y tế cấp phép hoạt động với 539 danh mục kỹ thuật được phê duyệt, quy mô hoạt động với đầy đủ các chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và các phòng cấp cứu, phòng lưu bệnh nhân đồng bộ. Hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu về khám chữa bệnh chất lượng cao, như máy CT scanner 32 dãy, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D của hãng GE Mỹ, hệ thống nội soi Olympus CV170, hệ thống xét nghiệm hiện đại của Beckman Coulter Nhật Bản, máy xét nghiệm miễn dịch và huyết học hoàn toàn tự động, các máy chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt và hệ thống các phương tiện cấp cứu đồng bộ. Ngoài đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, còn có các bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trung ương và Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt Đức. Ít phòng khám mà có được cái trang bị như thế này, xây dựng bài bản và rất là đẹp, giống như một cái phòng khám của các cái nước phát triển trên thế giới, rất là chuyên nghiệp. Mở ra phòng khám này nó có lợi như thế nào? Cái đầu tiên là người dân ở trong khu vực được hưởng, bởi vì với cái trang bị máy móc tốt và đặc biệt con người của Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng, các bác sĩ của các bệnh viện lớn khi mà có thể xuống làm ngoài giờ được, hoặc là các bác sĩ người ta nghỉ hưu rồi, người ta có thể xuống ta hỗ trợ chuyên môn, người bệnh được tiếp xúc gần nhất với các dịch vụ y tế và các dịch vụ y tế và từ tuyến phòng khám mà như Quang Thanh là mức độ dịch vụ y tế cao so với các nơi khác. Mình có đủ các cái trang thiết bị máy móc, đủ các xét nghiệm máy móc, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, vân vân, đều có thể làm được. Và như vậy thì người dân người ta được hưởng ngay tại chỗ, ngay gần trong khu vực sống và lân cận được hưởng. Và cái đấy là cái hướng rất đúng so của Bộ Y tế cũng như của Sở Y tế, của Bộ Y tế đều mình chăm sóc sức khỏe đến gần nhất cho người dân. Với điểm nhấn khác biệt so với các cơ sở y tế khác, ngay từ khi mới thành lập, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã thực hiện tiêu chí bệnh viện khách sạn cao cấp, và sau gần 5 năm đi vào hoạt động, bệnh viện đã hướng tới sự phục vụ hoàn hảo là phương châm trong hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Sự kiện phòng khám đa khoa quốc tế Quang Thanh đi vào hoạt động sẽ phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu khám chữa bệnh, trở thành điểm đến tin cậy của người dân trên địa bàn.